coi dạo này có gì mới không ta. Ý, cái này đang hot nè, để thử. Quay. Nhìn thấy nó xấu xấu sao á. Làm gì đó hả? Dạ khởi động. Không mở cửa nhà hàng ngồi đứng làm cái gì, nhảy nhót gì tóp tóp gì đó? Có đâu, anh chủ không biết thôi. Bình thường là phải có âm nhạc mới có năng lượng để làm được. Đâu với lại là anh phải biết là dạo này mình phải cập nhật xu hướng. Xu hướng hả? Đúng rồi. Đi vô dọn quán vậy lên. Đi vô dọn hàng ra còn đón khách nữa. Nhưng mà nói chưa, hôm nay mình sẽ đón hai thực khách rất là mê ẩm thực Hàn nè, văn hóa Hàn nè. Mà nhìn hai anh chị này cũng rất là kiểu như là idol của giới trẻ gì đó. Anh có đọc profile rồi. Ồ vậy đó hả? Ghê. Mở cửa đón khách. Xin mời. Hello em. Anh, nhưng mà anh có thấy có một cái điểm gì đó hay hay không? Điểm gì em? Nó có một cái sự có một cái gì đó tương đồng. Khoan đã, trước khi mà mình nói đến sự tương đồng, cho hai bạn này chào mọi người xíu. Đây, giới thiệu mọi người ca sĩ hát cực kỳ đỉnh, rất hay. Đây là TikToker. Trời ơi, anh có chào mình là TikToker rồi. Đối với cả Tú thì Emma là một nghệ sĩ đa năng luôn. Hát này, nhảy này và còn làm cả MC nữa. Bữa anh đi ra ngoài phố đi bộ thấy đứng xiếc luôn. Ủa, đi không có chào. Anh làm cả xiếc luôn. Nhưng mà anh nghe thấy là không hẹn mà gặp ha. Tại sao nó có những cái sự trùng hợp về cái thời trang của tụi mình ta? Thì đôi khi người ta gọi là thần giao cách cảm. Thần giao cách cảm. Đúng rồi, thì nó mới như thế. Lu thấy sao? Không, em thấy thích lắm anh. Tí nữa em sẽ chăm sóc tận tình cho anh. Wow. Nghe thấy ca sĩ mát lòng. Chị ấm áp quá kìa. Đàm anh sẽ chăm sóc tận răng cho em. Răng. Không biết là mọi người trước khi đến quán Hạnh Phúc, mọi người có biết truyền thống ở đây chưa? Dạ chưa ạ, mình chưa nói thì mình chưa biết ạ. Nếu chưa biết thì để anh sẽ nói cho biết. Quán Hạnh Phúc của chúng ta không bao giờ có thực đơn. Thực đơn mỗi ngày sẽ được phục vụ theo tâm sinh lý của chủ quán. Wow. Có nghĩa là chủ quán vui thì may ra mình mới được ăn đồ ăn ngon. Dạ. Trời, căng khó quá nhờ. Khó nhờ. Nhưng mà có một cái là nhà hàng này không có lấy tiền thực khách, nhưng đổi lại là thực khách phải vượt qua được thử thách thì mới được thưởng thức bữa ăn ngon. Đúng vậy. Nên là hai khách mời của mình không biết là có chấp nhận thử thách không ta. 2, 3. Ăn hết món, chơi hết mình. Yeah. Vậy thì chúng ta hãy đến với thử thách của chương trình. Thử thách ngày hôm nay của chúng ta đòi hỏi một sự nhạy bén. Wow. Một sự thông minh. Wow. Thế là không thuộc về em rồi. Không thuộc về em đúng không? Mời hai thực khách đội chiếc vương miện lên. Trời. Đây. Luật chơi như sau. Bây giờ là mỗi một bạn sẽ có một cái từ khóa là sẽ dán ở trên cái phần này của mình. Ha. Thì mình sẽ không thấy được cái từ khóa đấy, nhưng mà cái người bạn đối diện với mình á có quyền đặt câu hỏi cho bạn đó. Và bạn đó sẽ gợi ý lại, trả lời lại những cái câu hỏi đó để biết là cái từ khóa này của mình là gì. Ok. Ai đoán được nhiều hơn thì thắng anh. Chính xác. Đúng rồi. Wow. Dễ lắm. Chơi là biết liền. Chuẩn bị chưa? Từ khóa nha. À bên này trước. Rồi. Mời người chơi đối đầu. Bắt đầu trước nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Động từ, tính từ hay là danh từ vậy anh? Dĩ nhiên đây là danh từ rồi. Ok. Đó. Bây giờ anh đang hỏi là đây có phải là một món ăn không? Đúng không? Ok, đến em đấy. Đây có phải là một món ăn không ạ? Dĩ nhiên rồi. Ok. Anh hỏi về màu sắc của nó. Màu trắng của em là xuất xứ từ đâu ạ? Dĩ nhiên là Hàn rồi. Anh đang muốn hỏi nó làm từ từ thực vật hay là một món liên quan đến động vật? Thực vật. Trắng thực vật cải à? Cho em hỏi cái tên này, cái món này có bao nhiêu chữ ạ? À? 2 chữ hay là 3 chữ ạ? À? Dài lắm em. Khó à? 8 chữ. 8 chữ là 8 chữ cái. 8 chữ cái. 8 chữ cái. 8 chữ cái. Nhiều khi 8 chữ mà đọc. Em đoán được không? Tteokbokki. Đúng rồi. Trời, giỏi vậy. Giỏi vậy em à. Đúng không? Giỏi. Chúc mừng em. Rồi. Được chưa?
ơi, cái này siêu dễ cho anh luôn. Thế hả? Em cho anh hỏi trước luôn á. Anh hỏi đây là món ăn hay cái gì? Không phải món ăn. Đến em. Đây là món ăn hay gì ạ? Dĩ là không phải món ăn rồi. Đây là một slogan đúng không? Dạ không. Đây là một cái gì? Em đâu được trả lời, anh hỏi một câu là cái phải slogan. Bé này ghê. Cái này dùng để làm cái gì ạ? Cái loại thực vật này thường hay dùng làm cái gì không, trong đây nó ăn? Không phải thực vật. Nó như kiểu là một cái suy nghĩ của một bản thân tới với một cái món ăn nào đó mà họ rất thích. Anh thấy hơi khó. Bây giờ mình cho cả hai bên gợi ý đi. Gợi ý của bên Tú là gì? Gợi ý của anh Tú là không phải món ăn, nhưng mà đó là một cái nguyên liệu. Còn gợi ý của em, đây là một câu nói mà người Hàn Quốc thường nói trước khi một chữ ăn. Chào mừng khách sĩ ta. Tiếng Việt. Tiếng Việt có nghĩa là tô sang thật ngon. Thế rồi em bây giờ mới chỉ có cái gợi ý liên quan đến là nguyên liệu thôi. Em nói anh thêm một cái gợi ý cho anh nữa nha, đó chính là cái nguyên liệu này khi mà phi lên rất là thơm. Hành hả? Hàn mà. Ừ. Người Hàn rất là hay anh ăn. Anh với em hay ăn đó Tú. Thịt nướng với gì đó. Khoan cái đó, này mình băm quả lựu ra. Đúng rồi. Tỏi hả? Đúng rồi. Hai vòng rồi. Ok, rồi ba. Để coi vòng này Tú thể hiện sao nha. Rồi mới quyết định nha. Đây là vòng danh dự nha Tú. Rồi. Em ơi, anh siêu dễ luôn anh Tú. Dễ anh. Dễ hả? Em hỏi trước nha. Anh hỏi trước. quyết liệt. Sợ liền. Có mấy từ? Hai. Rồi ok, đến em. Có mấy từ à? Ba. Ok. Đây là món của động vật hay thực vật? Động vật. Hấp dẫn nha, nổi tiếng lắm. Đoán luôn. Gì? Thịt nướng. Sao biết hay vậy? Bởi vì nhá, có liên quan với đây tỏi nhá. Xong anh lại bảo là anh mình hay đi ăn thịt nướng. Trời ơi, nướng. Hay quá. Hết rồi, có 3 câu à. Có 3 câu thôi, là thua rồi đó. Thì mình đi, mình chơi vòng 3 làm gì à? Alo ạ. Thì anh á, dự tính trong đầu của anh là người thua sẽ không được ăn. Thì anh mới nói là cái vòng 3 này là cái vòng mà để anh coi là sao, để anh quyết định lại hay không á. Nhưng mà cuối cùng em thắng rồi, anh quyết định là cho em ăn luôn. Đúng vậy. Đấy là cảm thấy hạnh phúc rồi, cả nhà cùng vui. Ok, vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đại tiệc của ngày hôm nay. Chào mừng hai khách mời đến với đại tiệc Hàn Quốc của ngày hôm nay. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn. Giờ thì mời mọi người nha. Mời cả nhà. Đây, Tú có vẻ thích bánh xèo đúng không? Em có đấy. Cho Tú à. Bánh xèo thử nha. Em xin. Khách mời nha. Thực ra thì Tú và anh Phát La cũng đi ăn nướng Hàn Quốc với nhau rồi. Cái món cũng rất là quen thuộc anh nhờ. Đúng rồi. Nhìn rất là quen thuộc luôn. Sao em ăn cái bánh xèo thấy sao? Dạ thấy ngon anh. Em bình thường em không thích ăn rau, nhưng mà cái bánh xèo này có cái hẹ. Nhưng mà em lúc đầu nhưng mà nó không có mùi hẹ nhiều lắm đâu anh. Nó rất là ngon. Nhưng mà cái này chấm bằng cái gì? Đây, chấm có cái chén nước tương à. Em xin đổ bếp cho em một nước tương ạ. Rồi. Dễ nhưng mà chịu. Mọi người ăn ấy, mọi người có thích cuộn rau hay cuộn những cái lá các thứ không? Có. Tú cực kỳ thích luôn. Cái đó thì em thấy hay thì ăn thịt nướng á, thì mọi người thường hay ăn kiểu đó. Em thấy ăn như vậy á, nó cân bằng vị nè, với lại là cũng tốt cho sức khỏe. Với một cái nữa là, nhất là mỗi lần mà em đi ăn buffet nướng á, thì ăn cái đó sẽ làm cho mình không có bị ngán, ăn được nhiều. Tú, em có cái nước chấm mới đúng không? Em ăn thử rồi, em thấy nước chấm sao? Bây giờ anh cho em chấm thêm một lần nữa. Và một cái bánh nữa. Đúng rồi. Một cái bánh. Đây, để em lấy cho. Ôi. Này trợ lý tôi thương Tú ta. Idol của em mà. Người ta có ý từ lúc đầu đến rồi anh. Anh thấy sao? Cái vị này nó hơi lạ lạ nhá. Nó khác với cả tương hay ăn. Tại sao vậy em? Tại vì cái tương này thì sẽ có một cái độ mặn, ngọt rất là đặc trưng luôn. Với lại là do là bên trong này sẽ có thêm một ít mè nè, có hành lá nữa, cho nên là nó sẽ dậy mùi hơn. Bây giờ thử qua tới chân gà nha.
em lấy gà hả, thấm vị nha mọi người. Thật ra ăn á thì xào cay nhưng mà cái vị cay ban đầu á nó không có bị sọc vô trong mũi của mình á. Chân gà xào cay ăn nhưng mà nó sẽ thấm ở hậu vị. Cái chân gà ngon quá, biết sao không, nó có cái độ cay á, cho nên nó dấy được cái kiểu cái vị giác của mình lên. Trời ơi, xong rồi ăn cứ bị dính với mọi người. Xong rồi cái kiểu chân gà nó sực đây em múc cho. Kiểu nó vừa sực nó vừa cay, ăn nó phê gì đâu á. Thật ra là Lu cũng không ăn được cay, nhưng mà đồ Hàn á thì lại có một cái điểm đặc biệt là nếu như mà không ăn cái bột ớt của Hàn thì nó lại không có ra được cái vị đó. Cho nên là dù cay nhưng mà sẽ vẫn ráng ăn. Nhưng mà thực sự là cái chân gà này nó không có cay lắm nha. Chỉ là nói cay nhưng mà nó chỉ hơi the thôi. Anh thấy nó cũng khá là ngon nhưng mà nó đang thiếu một cái vị để mà cân bằng lại. Chấm hay cái vậy gì đấy. Thì có phô mai nè. Anh phải ăn một miếng phô mai. Em sẽ hay để ngay đầu này nè. Em xúc một cái như thế này nè, anh hay dùng cái chiêu lấy cái thìa xúc một phát. Con bé nó em hay kéo vậy. Bé nó lướt một vòng mà không dính được miếng phô mai. Anh đặt lên đó. Được chưa? Dạ. Đấy. Phô mai với lại chân gà xào cay. Để làm thử một miếng phô mai. Tao quên. Mọi người ơi, đúng là một sự hòa quyện. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Rất là ngon. Vẫn có cái vị phô mai thơm thơm bùi. Wow. Nghệ của phô mai. Có cay không ạ? Nhưng mà nó vẫn có cái vị của chân gà. Rồi, bây giờ mình sẽ đến món tiếp theo. Đố mọi người biết trong cái kimbap này nè, trong cái văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc nha, thì thường á là họ sẽ gọi là để vô á, giống như là họ sắp xếp tổng cộng là bao nhiêu màu ở trong một cái kimbap như thế này. Có tiêu chuẩn đàng hoàng nha. Ồ thế à? Ừ. 5 màu á anh. Thiếu. 7. Sai. 6 à? Chính xác. 6 màu. Trong cái kimbap này thường là có 6 màu, em nhìn nè. Màu của đông biển. Ừ. Màu trắng của cơm. Ừ. Màu của thanh cua. À rồi. Màu của cà rốt. Màu của trứng. Màu trứng. Dưa leo. Thôi rồi đó. Ủa, hai cái này thực sự ra nó y chang nhau, nhưng mà một cái là ở ngoài, rong biển, còn cái là không có rong biển nè. Cái này cũng có rong biển nè, nhưng mà nó cuốn trong. Đúng rồi. Cái kiểu cách nó khác nhau. Cái bắp ngon, cơm dẻo ngon. Mình triển cái miếng nè. Miếng xào nè mọi người. Miếng xào. Đồ Hàn ấy, em luôn luôn phải có đi kèm với cả các sốt thì phải có một cái chén nhỏ. Ăn phát. Cái gia vị của em ấy, đó là muối tiêu chanh ớt. Em rất nghiền cái đấy luôn, chấm tất cả mọi thứ đều là muối tiêu chanh ớt luôn. Ví dụ rau anh sẽ chấm như thế. Rau em cũng chấm muối tiêu chanh ớt. Em thích như thế luôn, em rất thích cái vị của nó. Nó vừa mặn đủ với em và nó lại có một cái tí chua chua. Nó thơm của chanh, em chỉ cần đơn giản thôi. Em lại thích cái kiểu vị như vậy. Mọi người ơi, mình chuyển cái lẩu đi chứ nhờ. Không? Và trong lúc đợi cái lẩu nó chín nè, thì anh biết anh Tú là một người hát gọi là những cái nhạc bản nhạc nhẹ cực kỳ hay. Bây giờ anh Tú là trong chương trình mình á, phải có một cái quà tặng đặc biệt cho chương trình đi. Bài của Tú thì Tú. Ok nhá, hôm nay thì Tú sẽ tự thử thách bản thân mình với một làn điệu chèo. Chèo. Wow. Đào liễu có một ý mình. Em đi đâu ơi cô nàng ơi, đào liễu có một ý mình. Ấy kìa, hai vai đang còn gánh nặng mà để nhật trình. Thời nhật trình đường xa rõ ràng, tầm áo sòng em ý, ý, ý. Nghe nó dài viết mấy anh thích nhất mấy cái đó. Chuyển chuyển luôn, kiểm tra cho chính cho luôn. Được rồi đó mọi người. Được không? Hay quá, ăn đi mọi người. Mời cả nhà. Hấp dẫn á. Topoki thì nằm ở bên dưới nha. Đây, ngon. Hấp dẫn không?
Cái lẩu này ngon nha mọi người. Ngon ngon ngon. Lẩu ngon nha. Cái lẩu này ngon, cái lẩu này êm á. Lẩu nha. Lẩu số 1 nha mọi người. Cái nước lẩu ngon. Mọi thứ rất là hòa quyện. Ngon anh ơi. Wow. Ngon. Nóng quá. Em vẫn đắt vào xúc tích thôi bởi vì em đang ngon quá nên em muốn ăn. Ngon muốn ăn. Dành thời gian để ăn. Trong biển đây thấy sao? Ngon. Ngon không? Ngon. Nước lẩu đi. Nó ngọt ngọt, nó ngọt ngọt, nó thanh thanh. Này, có salad trái cây để ăn kèm nha mọi người. Nè, cho anh thử đó, nãy giờ anh chưa thử á. Anh Tú. Anh đi ăn đi. Sorry. Em ăn từ nãy đến giờ luôn rồi. Ăn. Salad trái cây. Trái cây này rất là tươi, ngọt. Và cái sốt này là sốt gì em ăn? Dạ, sốt mayo nè. Sốt mayo. Có mè. Với lại là ăn thì em thấy là sẽ có lê nè. Có hình như là có dưa leo, có táo thì vậy. Anh bữa tới không? Để em lấy cho. Trong đây ngon mọi người. Bình thường á mọi người ăn lẩu tteokbokki là đa phần là sẽ ăn với miếng. Ăn tteokbokki. Nhưng mà có một cái mà Lu rất là thích đó là chấm kimbap với lại tteokbokki. Ừ đúng. Em rất là thích luôn kiểu chấm như vào cái nước á hả? Đúng rồi, chấm một cái nước xong rồi ăn. Anh muốn lấy gì? Anh lấy nè. Anh lấy nè. Mọi người nhớ cái câu thì thầm này nha. Phát La vừa mới nói một câu rất là thì thầm. Ê, hai nên... câu này hay ghê mà dễ sợ luôn. Mình có dư ở đây không em? Hai đứa mình có hơi dư không em? Mình có nên đi về không ạ? Mình có nên đi về không ạ? Quen miệng á. Thì là anh gặp cô gái là anh cũng kêu luôn như vậy. Đâu có. Hỏi Tú đi, Tú biết anh mà. Đó, thôi chết rồi, người ta gọi là cái gì đánh miếng đấy. Không, anh cái đầu anh kiểu như hay nhảy miếng quăng quăng miếng đúng không? Ai nói gì cái anh nó nhảy trong đầu anh á. Ra là vậy. Ừ. Thì ra em soát được. Thì ra em cũng chỉ là em cũng chỉ là giống những người khác thôi. Em là em của anh rồi, muốn gì nữa? Ok vậy nghe. Muốn làm gì? Không có gì, em muốn làm siết. Cuối cùng cũng đã nói ra ước mong của mình. Đó. Sau hôm nay nha, chúng tôi đã chuẩn bị lửa. Đừng anh ơi. Anh sẽ cho em phun lửa trong ngày hôm nay. Đừng anh. Quá ngon quá, lẩu xuất sắc nha mọi người. Nhưng mà anh có công nhận với cả em là để đến trái tim của người con trai mà gần nhất và chuẩn nhất đấy, đó là đồ ăn không? Anh con ơi. Gái mà chỉ cần làm đồ ăn một tí thôi, hoặc mua đồ ăn hoặc làm cái gì đấy liên quan đến đồ ăn, con trai mà no cái là cảm thấy yêu đời cực kỳ luôn. Không, thực ra em nghĩ là không hẳn con trai đâu, ví dụ như em đi, em cũng sẽ đúng có rồi, thể chinh phục được em ở cái việc là dẫn em đi ăn. Chính xác. Ừ. Em cũng vậy. Ngày hôm nay ăn quá ngon, trò chuyện quá vui. Em ăn thấy sao? Em thấy vui. Vui. Dạ. Lâu rồi mới có cơ hội ngồi với đồng nghiệp. Dạ đúng rồi, lâu lắm rồi. Mà tối hôm nay đến đây thấy sao? Vui thì chắc chắn là không cần phải nói rồi. Bởi vì thứ nhất là em được gặp anh chị em nghệ sĩ. Cái thứ hai nữa là được ngồi đây tâm sự và nói chuyện về đồ ăn Hàn. Và em cảm thấy hôm nay nhà hàng đầu bếp làm đồ ăn rất là ngon. Cái đó là cái mà quan trọng nhất. Hôm nay là một ngày rất là thoải mái. Như kiểu một cái buổi mấy anh em mình ngồi lại với nhau. Vậy bây giờ anh nghĩ là chắc là mình nên lưu lại cái khoảnh khắc này đi. Kỷ niệm là mình đã từng bước chân vào quán hàng. Ok. Yeah. Rồi bây giờ mình làm tấm hình nha. Ok. Tú nè, Tú vô nè, 1, 2, 3. Mình đưa lên đây cái mình ký coi nha. Xỉu. Em Ma ký một bên, anh Tú dạ. Ký một bên nha. Đó. Anh ký ngay anh cái chỗ cái mặt luôn. Giống như ghép. Em lấy cái hỏi chấm đó. Em lấy hỏi chấm cái, lấy hỏi chấm này. Mặt Tú giống ghép vô. Quá đẹp, quá dễ thương. Càng ngày nó càng rõ nè. Quá đẻ. Rõ hơn chứ quá đẻ. Bây giờ là muốn tụi em chia sẻ một chút cái cảm nghĩ khi mà đến quán ăn, ăn uống xong chụp hình vui vẻ rồi đó. Mời em Ma. Thực ra là ngày hôm nay là em Ma cảm thấy đây không phải là một buổi ghi hình mà là một buổi anh đi ăn gần gũi anh em các kiểu, mình update mọi thứ với nhau. Và cũng rất là lâu rồi mới được ăn lại đồ ăn Hàn Quốc. Và hôm nay rất là hên là mình đã được ăn cái lẩu xuất sắc luôn mọi người ơi. Thì ngày hôm nay em Ma cảm thấy rất là vui và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn em Ma đến với chương trình. Ok, còn đối với cả Tú thì như Tú đã nói từ lúc nãy rồi ấy, thì Tú có cảm giác là rất là vui. Tú chỉ chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn luôn mạnh khỏe và chúng ta hãy tìm những cái món ăn thật là ngon miệng. Thực ra thì không cần phải nó cao siêu gì đâu, quan trọng là mình thích là được. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Cảm ơn hai khách mời ngày hôm nay đã đến với chương trình. Và quý vị khán giả cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng ta, đó chính là vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và rất cảm ơn nhà hàng Yesoban Tteokbokki Buffet lẩu Hàn Quốc đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.